Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Right On với bài số 5 Unit 5. Unit 5 London is great. London thật tuyệt vời. Trong bài này chúng ta được khám phá về London. Và chúng ta đang làm dở dang cái bài 5A trang 89. Hôm nay chúng ta sang cái phần writing bài số 7. Hãy sưu tập thông tin nhiều hơn về London Transport Museum. Đưa ra bảng câu đố cho cả lớp. Ví dụ như what was the London Transport Museum building before it was a museum? Cái tòa nhà London Transport Museum là cái gì? Trước đó đã là cái gì? Trước khi nó trở thành một cái bảo tàng thì nó là cái gì? A này, một cái department store, một cửa hàng tạp hóa, bách hóa đó, một cái market, một cái chợ hay là một cái nhà hát. Và đáp án ở đây đó là câu B. Một cái chợ. Rồi, chúng ta sẽ làm tương tự một số câu. Ví dụ đó là what time is the London Transport Museum open on Mondays? Hoặc chúng ta có thể thay Monday bằng thứ khác, Monday to Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday. Rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái chọn lựa. Ví dụ A này, A 10 a.m. to 6 p.m. B 11 a.m. to 5 p.m. C 11 a.m. to 4 p.m. Và câu trả lời của chúng ta là câu A, 10 giờ sáng cho tới 6 giờ tối thì nó nằm ở đây. Đây. Giờ mở cửa từ thứ hai cho tới thứ năm á, rồi thứ bảy với chủ nhật á thì là 10 giờ cho tới 6 giờ. Riêng ngày thứ sáu là 11 giờ tới 6 giờ. Đó, rồi, chúng ta sẽ tiếp câu tiếp theo đó là how much money does a ticket for a child cost? Một đứa trẻ thì giá bao nhiêu tiền? Một đứa trẻ giá vé bao nhiêu cho một đứa trẻ là bao nhiêu tiền? Và chúng ta có 17,5 bảng, 175 bảng free là miễn phí ở đây nha, chúng ta đọc này. Giá vé là bao nhiêu? Giá vé là 17,5 bảng cho người lớn và trẻ em thì free. Vậy ở đây chúng ta chọn câu C, khoan vào câu C. Rồi. How many item có bao nhiêu vật mà có bao nhiêu cái item, cái chi tiết ở trong cái bảo tàng giao thông London? Có hơn 450.000 item, có 600.000 item, có 300.000 item. Chúng ta đọc trong đây và chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng đây, nằm ngay đầu câu 450.000 item. Ok, vậy thì chúng ta khoanh vào cái câu câu A. Câu số 4. Question 4. How many visitors are there every year? How many là có bao nhiêu visitors, là du khách mỗi năm? 450.000, 300.000, 200. Và chúng ta sẽ coi ở đây đó là bao nhiêu? 300.000, ok. 300.000, chúng ta còn ở câu B. Sang câu số 5. When was the museum opened first? Cái bảo tàng này được mở cửa đầu tiên vào năm nào? Đó, chúng ta sẽ coi ở đây đó là gì? 1960. A is the correct answer.